rồi. Ủa gì kỳ vậy, nó hỏi con nhỏ con chúc Tết ba, ba lì xì cho con mới đúng. Thôi kệ, ba chúc rồi con cũng sẽ đi lì xì cho ba nha. Con lấy bà thai con lì xì cho ba nè. Ba thấy con có đáng yêu không? Lì xì rồi còn đặt thêm nữa, ba nhà kỳ thì luôn á. Con còn có một cái gì nữa là hết rồi đó, ba.